Việc đầu tiên chúng ta sẽ phải ướm chừng xem là cái này và cái mũi khoan mồi của chúng ta với con ốc nó đã bằng nhau chưa. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh hệ thống phân phối Vinachi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái dòng sản phẩm mới của thương hiệu Taiway. Chiếc bàn mình đây là một trong những dòng mũi sử dụng để khoan ấm vít khá là mới. Đây, các anh em đang nhìn thấy. Với dòng này chúng ta sẽ có 3 kích thước, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu kích thước cho các bạn. Và về cái mẫu thiết kế của cái dòng mũi này thì các bạn có thể nhìn thấy được thiết kế 2 tầng. Tầng dưới thì chúng ta sẽ có một cái dòng mũi khoan thông thường sử dụng để khoan mồi này. Và bên trên này chúng ta sẽ có 2 cánh hợp kim, thì cái 2 cánh hợp kim này giúp chúng ta khoét nỗ để chúng ta có thể ấm vít ở phía dưới. Và dòng này sẽ có 3 kích thước để phù hợp với anh em ta làm việc. Đầu tiên thì cái loại nhỏ nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy đây. Ở đây chúng ta sẽ có kích thước của mũi khoan mồi là 3mm. Và bên trên này chúng ta sẽ có kích thước là 8mm. Anh em ta nhìn thấy đây, hai cái này là 8mm, phù hợp cho các dòng vít có đầu mũ là 8. Tiếp theo chúng ta sẽ có loại lớn hơn một tí, thì chúng ta sẽ có một kích thước mũi khoan mồi sẽ là 3,5mm. Và bên trên mũi khoét chúng ta sẽ có kích thước là 9,5mm. Và loại lớn ở đây chúng ta sẽ có kích thước mũi khoan mồi là 4mm và mũi khoét sẽ là 10mm. Với dòng này thì về cái công dụng cũng như là về cái rất là đa dạng. Khi mà anh em ta sử dụng cái dòng mũi khoan này, chúng ta muốn sâu khoan mồi sâu hơn hoặc là lâu hơn thì chúng ta có thể là sử dụng cái đầu lỗ năng này, chúng ta xoáy ra và chúng ta có thể là cho ra vào vị trí ngắn dài tùy theo ý chúng ta, hoặc trong trường hợp chúng ta sử dụng cái dòng mũi khoan mồi này gãy thì chúng ta có thể thay thế bất cứ lúc nào nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ có 3 kích thước này, thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm thực tế cho bạn thấy được cái công dụng của cái dòng mũi này, khoét có thật sự mang lại cho chúng ta hiệu quả trong công việc. Mình nghĩ chắc chắn là khi mà anh em ta nhìn cái dòng mũi này khoan khoét nỗ ấm vít thì anh em chúng ta sẽ ưng ngay cái mũi này nhé. Đây như các bạn thấy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng gỗ khá là cứng. Đấy, gỗ này gỗ hương. Ta sẽ nhìn con ốc của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có con ốc này, ốc 9,5. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng mũi khoan 9,5 này. Điều đầu tiên chúng ta sẽ phải ướm chừng xem là cái này và cái mũi khoan mồi của chúng ta với con ốc nó đã bằng nhau chưa. Sau đó chúng ta sẽ cố định lại, cố định thật chặt lại con ốc này. Ta sẽ khoan thôi. Đây, và như các bạn thấy thì đây, sau khi ta khoan thì ta sẽ có một được một mỗ mồi này, nỗ khoan mồi này, và tiếp theo đây ta sẽ có một cái nỗ khoan ấm vít. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt vào xem. Và như các bạn thấy đây, sau khi chúng ta bắt vào thì cái mũ của cái con ốc, con vít này đã được chìm ở bên trong như thế này, rất là đẹp mắt này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Với cái dòng mũ khoan này thì tùy con ốc, ví dụ như con ốc nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng các dòng mũ nhỏ hơn. Đây, đã thiết kế là phù hợp cho các con ốc của nhà anh em nhé. Thì với cái dòng mũi khoan ốc vít này thì hiện tại hệ thống phân phối Vinachi đang cung cấp trên thị trường. Anh em nào chúng ta quan tâm thì hãy để lại bình luận hoặc số điện thoại phía dưới nhé. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới từ hệ thống phân phối Vinachi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.